Video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo kỹ thuật tính qualifier, đó là 3D. Đầu tiên các bạn sẽ qua phần media, chúng ta sẽ import một cái đối tượng, rồi thì footage này slot 3 ha, thì rất nhiều timeline các bạn nhấp đôi vào, sau đó có thể là tắt tiếng này đi. Qua phần color, rồi đầu tiên thì mình cần white balance cho video này, bởi vì những cái thuộc tính này thì nó cũng sẽ ngầm hiểu như các bạn. Nếu như hai cái đối tượng gần nhau, gần pixel nhau, nó khác nhau thì chương trình nó sẽ loại bỏ, tốt hơn so với những cái pixel giống nhau. Cho nên các bạn thấy nếu mà mờ như thế này thì nó sẽ làm việc giống nhau hết. Cho nên mình sẽ con white balance tích vào đây. Rồi sau khi các bạn con white balance xong rồi thì chúng ta sẽ chỉnh một tí. Đưa shadow xuống một tí. Rồi chúng ta có thể là tùy chỉnh đơn giản như thế này. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình thêm một cái nốt nữa. Sau đó thì các bạn tích chọn vào 3D. Rồi chương trình các bạn thấy nè, nó có chương trình đó là Sharpass, Shape. Shape này hiện tại đang để là UV, HSL, UV. Đó là cái biểu đồ màu như thế này, nó gọi là UV. Rồi chúng ta có thể tìm hiểu ở Wiki. Đây. Quay lại thì các bạn thấy có những cái công cụ như là Picker, tùy chọn để vẽ. Và những cái thuộc tính ở phía dưới như thế này, Invert. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một vành thang. Mình chỉ lấy cái bầu trời này. Thì các bạn thấy nè, mình Alt tính năng lên. Thì hiện tại nó đang để là Highlight Black and White. Các bạn tích qua bằng Highlight. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy thêm ha. Chúng ta vẽ thêm. Vậy khi các bạn vẽ thêm thì nó sẽ tạo ra một cái tab tiếp theo. Về tương ứng đây là Red, Green và Blue. Đó là cái thông số mà chương trình nó sẽ ngầm hiểu và nó xử lý. Đấy, mình vẽ thêm thế này. Và các bạn có thể là tắt cái này đi để thấy những cái đường nét vẽ của chúng ta. Và chúng ta loại trừ tương đương cái công cụ, tương đương là công cụ Picker có dấu trừ này. Chúng ta giữ phím Alt Tab và còn công cụ Picker. Thì các bạn thấy là đó là cái đường viền màu đỏ là loại trừ. Rồi. Video này thì mình sẽ tình chỉnh nhanh nha. Điều ở thực hành thì chúng ta sẽ làm nhanh gọn hơn. Các bạn bật qua tính năng Highlight Black and White. Chúng ta sẽ xóa vùng white này để sạch nền, để sạch cái vùng này. Và xóa cái vùng black. Tăng denoise lên. Tăng blur lên một tí. Rồi các bạn qua số 2. Phần black clip các bạn tăng lên một tí nữa. Tăng quá thì nó sẽ ăn vào. Tăng vừa thôi. Rồi phần blur. Rồi mình tùy chỉnh nhanh như thế này. Nếu như mà chúng ta làm, chúng ta sẽ dùng thêm một thuộc tính nữa để chúng ta loại bỏ cái vùng này. Rồi sau khi chúng ta tùy chọn vẽ xong cái vùng này, chúng ta sẽ có tab như thế này. Rồi chúng ta bật lại cái phần này và chúng ta tắt cái tính năng. Tắt tính năng đi, chuyển qua đây. Tắt này luôn. Để tắt những cái đường viền này, các bạn chọn Shortcut. Rồi chúng ta sẽ đi tùy chỉnh cái vùng bầu trời. Vùng bầu trời chúng ta sẽ tăng highlight. Vùng highlight tăng màu xanh lên. Đấy. Thì chúng ta đã chỉnh xong cái vùng bầu trời này. Đó, các bạn thấy không? Thì đó là cái thuộc tính 3D trong qualifier.